Nghệ thuật cận ốc trên các bức hoành phi của ngôi cổ tự cũng là điều thu hút người xem khi đến với ngôi chùa. Nó như là một minh chứng cho một thời kỳ thịnh trị của lối kiến trúc này trong các đền chùa vào thời kỳ nhà Nguyễn. Phía sau của chính điện là hậu tổ, nơi thờ tự các vị trụ trì của chùa khi họ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Hậu tổ ngăn cách bởi giảng đường bởi một hành lang. Giảng đường khá rộng, là nơi tổ chức các lễ hội cũng như là nơi lưu trú của du khách khi đến thăm chùa. Còn nhà trai được chọn làm nơi học của các vị tăng sư. Không thể thiếu trong quần thể kiến trúc của chùa Giác Lâm là hệ thống các tháp cổ. Nằm cách chính điện trong một không gian rộng với nhiều tán cây phủ là những ngôi tháp trầm mặc cổ kính, nơi yên nghỉ của các vị trụ trì chùa khi họ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Ngoài ra, một ngôi bảo tháp hiện đại mới được xây dựng vào năm 1970 là một nét biến tấu khá lạ mắt trong hệ thống kiến trúc tháp ở ngôi cổ tự. Bảo tháp là nơi thờ Xá Lợi Phật và cũng là nơi lưu giữ và phát hành những cuốn sách về Phật pháp của chùa. Được xây dựng trên một địa thế hài hòa, cộng với những nét độc đáo trong kiến trúc nghệ thuật, Giác Lâm đã đứng vào vị trí là một trong những ngôi chùa cổ nhất và có giá trị thẩm mỹ kiến trúc độc đáo nhất Sài Gòn xưa, và nay là thành phố Hồ Chí Minh. Việc giữ gìn lại những nét kiến trúc cổ trong ngôi chùa cho đến ngày nay là một điều rất đáng trân trọng của các vị trụ trì chùa. Không biết từ khi nào, hình ảnh của lũy tre làng lao xao trong gió hè của tiếng xe ngựa lộc cộc khua trên đường mỗi chiều về đã tạo nên những hình ảnh thơ mộng hiền hòa và khắc họa nên nét riêng bình yên vốn có của làng quê Việt Nam. Lũy tre làng vững vàng bảo vệ người dân quê qua biết bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử, thì chiếc xe ngựa lộc cộc như chuyên chở có hồn dân tộc, để rồi đến một lúc nào đó, chiếc xe ngựa đã đi vào thơ ca với những giọng điệu làm man mác, say đắm lòng người. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, đền cũ lâu đài bóng tịch dương. Dòng chảy thời gian đã vô tình cuốn đi biết bao điều rất riêng, rất đặc trưng ấy. Và chiếc xe ngựa đã từng một thời là phương tiện vận chuyển chính của người phương Nam, cũng cùng chung số phận với dòng chảy vô tình kia. Và như một duyên may lẫn niềm đam mê, một nhân vật rất may mắn được sinh ra trong gia đình rất có duyên với xe ngựa. Để rồi đến thế hệ của ông, cái duyên kia đã thành cái nợ và gắn bó với ông đến tận ngày nay. Và cũng nhờ vậy mà thế hệ trẻ Bình Dương còn có dịp nhìn ngắm chiếc xe ngựa, và hơn cả là cái nghề đóng xe ngựa, tưởng chừng đã phai một cùng với thời gian.
con đường đá sỏi thuộc địa phận xã Hưng Định, huyện Thuận An, đưa chúng tôi đến ngôi nhà và cũng là nơi đang còn lưu giữ nghề đóng xe ngựa truyền thống lâu đời nhất của Bình Dương. Để tiếp cận với nghề đóng xe ngựa thì có lẽ quan trọng trước hết đó phải chính là người đóng xe ngựa. Ông già đóng xe ngựa được người dân tại đây thân mật và quen thuộc gọi bằng cái tên ông Hai Sọt hay ông Hai Xe Ngựa. Thô mộ là cái thiết kế này là có đầu tiên ở trên đất nước Việt Nam của mình mà nói chung, nhưng mà thật sự nó là của dòng họ của mình nói riêng. Mà cái ông tổ của cái chiếc xe thổ mộ này đó là ông Văn Văn Lút ở xã Định Hòa chúng ta bây giờ đó, hồi trước gọi là Binh Cầu, đó là cái chiếc xe thổ mộ. Có nhiều người hỏi tại sao nó cái chiếc xe thổ mộ, thì khi mà chúng ta tháo bánh ra, tháo dí nhíp rồi ra hết để thì nó làm như là thổ là đất, mộ là mã, tất nhiên là cái mã đất đó, là nó là cái chiếc xe thổ mộ. Và chiếc xe này ở trong tỉnh Bình Dương của mình á, thì nó cũng có và một số tỉnh khác cũng có, nhưng mà cái chiếc xe này nó xuất phát từ ở trên chỗ Bến Thế, thì nó là gọi là chiếc lá liễu. Mà chiếc lá liễu này nó dành cho những người mà quý tộc chẳng hạn, như là cả chủ hay là những cái gì đó, nghĩa là nói nôm na là những người đó đi sử dụng xe này, vì khi đi nó thì nghe có người cận vệ rồi đó, là cái xe này cũng một con ngựa kéo và hai bánh. Và có những người thì người ta gọi là cái chiếc xe này là chiếc xe hai bánh là nó đó, nhưng mà tên thật nó là chiếc lá liễu. Và hiện nay á thì của tôi cũng có muốn lưu trở lại, thì ở trong nhà chúng tôi gồm có đây một chiếc, đó một chiếc, là hai chiếc lá liễu và một số xe thổ mộ nữa. Theo lời của những người am hiểu về xe ngựa thì có thể nói hiện nay ông là người duy nhất còn tôn giữ nghề đóng xe ngựa và cũng là người sở hữu nhiều xe ngựa nhất Nam Bộ. Tất cả những chiếc xe ngựa với đủ kiểu dáng mà ông Hai sở hữu đều do chính gia đình ông làm ra, cha truyền con nối từ đời này sang đời khác. Và bây giờ đến lượt những người con trai của ông Hai cũng cùng niềm đam mê với cha mình. Đây cũng là niềm vui và động lực với một người nặng nợ với xe ngựa như ông. Bởi tình yêu và niềm đam mê với xe ngựa, ông đã phần nào truyền sang cho con mình. Sự nổi tiếng của ông cùng với những cổ xe ngựa đã đem đến cho ông hai cái duyên cùng với điện ảnh. Biết bao lần ông đã cùng với cổ xe thân yêu của mình đi đến những vùng xa xôi để quá thân vào những vai diễn. Từ những vai có lời thoại đến những vai chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng mỗi vai diễn đều để lại rất nhiều kỷ niệm trong ông. Nhiều bức ảnh tư liệu khi tham gia làm phim được ông nâng niu ghi chép cẩn thận, và với ông chúng là vô giá. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất và niềm vui lớn nhất đối với ông Hai vẫn là được làm ra những chiếc xe ngựa và gắn liền cuộc đời mình với nó. Mỗi khi có ai đó hỏi về những cổ xe ngựa thân yêu của mình thì ông bỗng trở nên sôi nổi và hào hứng lạ thường. Bởi nói đến xe ngựa là nói đến tâm huyết và những trăn trở cả đời mà ông luôn mang. Một niềm kiêu hãnh không thành lời hiện rõ trên gương mặt và trong từng lời nói khi ông chỉ cho chúng tôi cái gia tài vô cùng quý giá của mình. 4 chiếc xe thổ mộ, 1 chiếc xe cá, 2 chiếc lá liễu và vài chiếc được trưng bày trong bảo tàng Bình Dương. Mỗi chiếc xe ở từng địa phương sẽ có tên gọi và kiểu dáng khác nhau cho phù hợp với mục đích và yêu cầu của người sử dụng. Người Bình Dương, chiếc xe ngựa là xe thổ mộ, tức là hình dáng của một ngôi mộ nằm trên đất. Cũng vì hình dáng bên ngoài mà xe thổ mộ có khi còn được gọi là xe hộp quẹt. Xe này vẫn có thể chở người, vừa chở được hàng hóa. Xe cá thường được thấy ở miệt Long An, được thiết kế đơn giản không mui, gần giống như chiếc xe bò, dùng chủ yếu để chở người dân đi làm đồng và người buôn bán.
chiếc lá liễu khác mỏng manh nhưng lại chạm khắc các hoa văn tỉ mỉ ở hai bên thùng xe.